Phơi cắt cắt bánh cho con vịt ăn. Ừ, cắt bánh cho vịt ăn đi. Bà nấu chưa xong đâu, cô nhặt cái thìa lên. Ừ, bà nói đưa cậu lau thôi. Hi hi. Rồi cậu đấy. Phơi cho vịt uống nước xem nào. Cho vịt uống nước đi. Tôi không cần đâu. Phơi uống à? Hay ai uống? Thôi đừng rót ra. Đừng đừng. No no. Em làm rơi rồi.